Rồi, bình xăng về tới thôi. Có mấy cái bình thấy nè anh chị, cái này hết rồi, em hết rồi, hôm qua mới lấy được có hai cái anh chị ơi. Phải lấy có hai cái à, bình này bình cơm anh chị. Cơm. Mấy cái da bơm của mấy cái gô pin đó anh chị. Cái gì ta? Lộn. TG hoặc là T130 140 anh chị. Mấy cái da hình nè. Còn này gì? Da bơm của con gì quên rồi. Estin cưa 015 á. À, bình cơm nè anh chị. Bình thái có hai cái anh chị. Bình gô pin 411. Bốn ba mươi rồi 4K thái xịn. Qua em hết rồi, em mới lấy được có con thùng này về chứ trên đại lý nó cũng hết, nhưng mà em cũng hết tiền luôn rồi. Đây, đủ loại tùm lum. Magu có G3K, Komatsu G2K, Gobin G2K dưới, Boe xịn, lum đủ loại. Rồi, có máy Gobin gửi cho anh khách kia nè, mới tin. Rồi 30. Con này mới tin, không ai mua nè. Con này chạy bốc lắm nha anh chị. Thử cái chơi. Rồi, không có lên ga sao vậy. Thôi ghê không thiệt nè. Thôi ghê không. Máy này mới lắm nè. Con gà không chạy được anh chị ơi, phải nắm gà, để em nắm gà. Mai để lầu phải nắm gà. Gà nhỏ quá. Mới tin luôn chị. Rồi, thôi em chào.